Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình và anh Hải và bạn Diễm đang có mặt tại nhà của anh Hải tại thành phố Lào Cai các bạn. Lẽ ra là ngày hôm nay anh em mình có hành trình đi sang Hoàng Su Phi của Hà Giang, nhưng mà sau khi nghe được một cái thông tin đó là ngày hôm nay là sinh nhật con trai của anh Hải, mà phải nói là mỗi năm chỉ có một lần, nhưng không phải lúc nào bố cũng ở gần con được. Anh em mình quyết định là phải dành cái thời gian trong ngày hôm nay để anh Hải về chúc mừng sinh nhật con trai các bạn ạ. Thế biết là có mặt ở đây là anh Hải cảm thấy vui không anh Hải? Thực sự là do cái yếu tố công việc anh em mình phải thường xuyên đi, nên là lần này là đã quyết định đi rồi đấy, nhưng mà chú Dũng là cứ gàn mà thôi hôm nay là mấy khi cô chú ở đây để tổ chức sinh nhật cho nó có ấn tượng để sau này ví dụ như là xui vào miền Nam học nên nó còn đi. Nhưng mà các bạn thấy là Diễm đang cầm trên tay cái bánh kem này, là mấy anh em chuẩn bị thấy con rồng vàng này, các bạn cũng biết là bé Bi là tuổi gì rồi đấy. Nhưng mà cái bánh kem đẹp quá. Anh em mình là phải vào trong nhà để dành tặng cái món quà bất ngờ này cho Hoàng Nam thôi. Hoàng Nam là tên đi học của Bi đấy. Tên ở nhà mình ít thì khi mà đặt tên cho bọn trẻ con là không bao giờ là lấy cái tên nào mà nó có dấu à. Bởi vì bố là tên là Hải đúng không? Khi mà đi làm việc với cả nước ngoài người ta gọi là Hải. Nên là Cù Nam này, hay Cù Long hay là Nhi là không có dấu. Tên theo không có dấu thì phiên dịch nó dễ hơn. Sau này đọc với cả phiên dịch nó dễ. Trên, mọi người đang chờ phía trên mà. Dạ. Thời tiết Lào Cai rất là mát luôn các bạn. Vào trong này cái mát đấy. Lạnh. Chỉ sợ đứng ở ngoài đường nhiều quá bánh kem nó tan ra các bạn. Anh em mình đi thang máy lên đi. Nhân đây là mình phải cảm ơn khán giả kênh Phạm Dũng rất là nhiều, là vừa rồi là cũng góp ý là nên làm thang máy. Nhưng mà đúng như một số comment nói là bán vẽ đã xong hết rồi. Mà cũng chuẩn bị đổ móng rồi, bây giờ mà quyết định làm thang máy là cũng hơi khó đấy. Nói chung là thôi sau này cái đấy, cái đầu tiên thì mình nó chưa được hoàn thiện lắm, cái thứ hai, cái thứ ba, cái này khoảng 1000 m² thì làm thang máy được. Dạ đúng rồi, cố gắng. Đi thang máy là mấy giây cái là lên tới lầu 4 luôn. Thang máy này là nó chạy tốc độ cao ấy, nó không giống như thang máy khác luôn. Thang máy khác đi từ từ lắm, thang này chạy nhanh, rất nhanh luôn. Ôi, tới rồi tầng 4 rồi, tầng 4 là tầng bếp. Đây là món quà bất ngờ dành cho Hoàng Nam. Đây là phòng karaoke. Nghe tiếng có vẻ là đông lắm á. 1, 2, 3. Hết cả hồn. Ôi đông đủ quá, chào cả nhà. Ôi Bi sinh nhật vui vẻ nè, học giỏi nè, sau này sớm làm chủ tịch nha. Yeah. Bi ước mơ của Bi là gì nhỉ? Bi có thể chia sẻ với cô chú Dung Diễm tí không nhỉ? Làm chủ tịch Việt Nam ạ. Ước mơ bé quá. Bé quá. Yeah, là cũng không tương đương với bác Tô Lâm bây giờ đấy. Không ai đánh thế giấc mơ cả nên là vâng. Diễm là đã nói giảm nói tránh, mình chỉ nói là chủ tịch thôi, nhưng mà đây nó thẳng luôn. Đây, bánh kem đặt ở giữa để rồi, Bi mừng sinh nhật với mọi người nha. Quá. Quay ở đây gần để bắt tuyên bố nào. Chào bà. Hôm nay nhà mình đông đủ hết cho bà. Đông đủ hết các cháu rồi đấy. Ai cũng trên tay là một em bé hết. Nhưng mà có một cái mình rất là ấn tượng về cái cách tổ chức sinh nhật cho anh Hải với lại anh Hải chị Tuyên tổ chức cho các bé nha. Là không phải là kiểu nhà hàng sang trọng này kia, nhưng mà đúng là kiểu cái sở thích các bé thích ăn gì là làm cái đó thôi. Hôm nay nhưng mà đây là bàn tiệc của các em bé này, là trái cây này, rồi đồ chiên này, pizza. Pizza có đầy đủ. Anh Hải sáng nay có chia sẻ là khi mà anh Hải trên đường về là gọi điện cho Bi á, hỏi Bi là quà gì thì Bi trả lời sao anh Hải? Mi bảo là bây giờ có đầy đủ hết rồi, nên là cũng không cần cái quà gì cả. Điện thoại có, iPad có, máy tính bảng mọi thứ đều có hết rồi. Và lúc sau cậu gọi điện lại cậu bảo con suy nghĩ lại rồi. Con muốn cái quà là iPhone 30, bảo ok. Nếu mà iPhone 30 thì duyệt luôn. Yêu quá nhờ. iPhone 30 thì chắc là phải chờ hơn 10 năm nữa nha. Bây giờ mới tới mùa chuẩn bị 16, tức là khoảng 14, 15 năm nữa. Bây giờ chuẩn bị cho Bi thổi nến nha. Chuẩn bị cho Bi thổi nến nha. Đâu cái bật lửa mà lấy đâu nhỉ, mệt nhè. Đây các bạn châm đây, Quyến châm chậm. Châm nến đây. Châm vào một cây nến kia này. Không, còn số ở đây mình tài 1, 3, còn nến số. Ôi nhưng mà mình chưa thấy Hải Nhi đâu nhỉ? Hải Nhi đây. Hải Nhi mới đi thi người mẫu về này. Khi nào mới đi thi MC Hải Nhi? Đã hôm qua
cháu vừa đi thi ở người mẫu ở Go ạ. Người mẫu ở Go là có giải chưa? 8 và 9 cháu mới đi thi MC ở Hà Nội. Nhưng mà là có giải chưa nhỉ? Hôm qua cháu mới được có tập luyện có 3 ngày để đi thi thôi nên là cũng hơi bơ ngỡ. Để cho Bi về phía Bi để cho Bi là 13 tuổi nha. 13 tuổi nha. Bây giờ mình hát nào. Tất cả mình cùng bắt nhịp hát nha. Hát một câu thôi. Hát một câu nha. Nào, 2 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Xin chào. Nào, chúc mừng sinh nhật Bi Béo nha. Chúc mừng sinh nhật. Bi ước đi, Bi ước nào không tí nữa để hỏi lại điều ước đấy xem có đúng trùng mỗi ước đấy không? Không cần mỗi ước rồi, Bi mèo. Rồi, nhanh quá. Thổi lấy đó, thổi lấy đó. Nào con thổi lấy đó. Con bí mật mà. À, ước là thổi bí mật à? Nhưng mà vẫn cứ nói cho mọi người biết được, người trong gia đình mới biết được. Đấy, Bi thổi đi. Con thổi đi. Nào, Bi, đứng lên đây. Úi dồi. Chúc mừng sinh nhật nha. Nó vừa lấy con như nào đấy? Có lúc tất cả mọi người đều có sức khỏe ạ. Và nó lên trở thành chủ tịch Việt Nam ạ. Đúng là bất cứ thay đổi bất cứ thứ ạ. Má hút với nhận yêu à. Ha dữ á. Nha. Bây giờ để cho các bé có cái dao để cho Bi cái thành không? Cái dao để Bi là người khởi xướng cái bánh đầu tiên nha. Bi là tuổi rồng các bạn ạ. Nên là cái bánh kem mình có rồng luôn. Đây, Bi à. Bi chọc đây cái là coi như Bi là phá cái bánh của Bi rồi đấy. Còn Bi thích trên bộ phận nào cái bánh nhất thì Bi con rồng nhá. Đập vào đấy. Đứng gần lại, Bi đứng gần lại. Đây đẩy cái bánh này gần gần lên. To bằng bố rồi nè. Rồi, ok tí nữa được rồi. Và Bi sẽ chia hộ mọi người. Rồi, ok nhá. Bố tay, bố tay, bố tay. Các bé là cả cô Linh Đình nhá. Rồi, giờ phá cô đi, gà rán này. Bánh nào thì ăn. Bỏ cái bánh ra kia đi. Đây là mình xô đây này. Các bé này là đều nhà mình hết rồi. Đây là đều cháu trong nhà hết. À, con nhà các em trai, em gái. Cảm giác là bắt đầu đông đây, trẻ con rồi đấy. Mầm xanh tương lai các bạn. Ờ dạ. Còn đây hai nhiên là cũng hôm nay là sinh nhật anh nhưng mà mặc váy này kia là cũng rất là xinh xắn nha. Bạn nào ăn bánh cái tô để mọi chiêu hả? Con cũng ước. Cái tô để cho nó ăn hết này. Con ăn đùi gà đi. Đây. Con ước gì anh biết? À, con ước đơn giản thôi. Bảo là ước cho gia đình mạnh khỏe với lại sau này là làm tổng thống Mỹ. Nhà ai cũng ước mơ lớn cả các bạn. Nhưng mà cái món này là món yêu thích của Bi Hồ Hải Nhi luôn đúng không chị Tuyên? Mỗi lần là mình nghe nó là thưởng đồ ăn đó là cứ hay gà rán này hay là pizza mì xào mì xào cho ăn đồ gà trước đi nha. Pizza này đây Bi Bi bắt đầu mở tiệc đi. Bi ăn tiệc Bi con ăn này kia đi. Pizza bò và bên kia là pizza. Chào mời các bà nè con gái. Xem là review giống bố Hải không nè. Ăn đùi gà trước nha. Ăn đùi gà gì? Ăn đùi gà. Nhưng mà giờ này to hết rồi đấy. Sắp bằng bố rồi nơi rồi. Bằng bố. Đây anh Hổ kìa, anh Hổ kìa. Anh Hổ to bằng bố luôn rồi đấy. Nhà nhiều trẻ con đông vui anh Hải ha. Đôi khi ở đây cũng là động lực để cố gắng các bạn ạ. Nên là bây giờ bạn Diễm là đang hơi thiếu động lực một chút. Bây giờ mình kiếm tiền đã. Nó lấy lúc có con mà có thể lo được cho các bé. Lúc con gọi với lại là nhà, anh Hải với chị tiền. Tiên là đi trước mình là 7-8 năm rồi mà. Bây giờ là con cái không, 13 năm. Bi là 13 tuổi. Con Hổ là bao nhiêu tuổi? Hổ là 14. Thế là anh Hải và chị Tuyên là đi trước Phạm Dũng 15 năm đấy, tại vì một năm, gần một năm mang bầu mà. Đúng rồi. Rồi mọi người ăn uống thật ra đi. Cả nhà bà con đi lò lên. Mời các bạn nha. Rô đi. Rồi. Đây. Nào, rô là rô là rô là rô. Đâu các bạn cầm đi lên để rô nè. Chúc mừng Hải Nhi nè. Rất là nhiều cô chú là khen Hải Nhi đấy. Hải Nhi là bây giờ đã tự tin để chuẩn bị thi MC toàn quốc chưa? Bạn Linh Đan là bạn Hảo là bạn Bông à. Yêu chưa? Một. Hai. Ba. Rô. Quen. Đâu này là giống cô này. Nhưng mà nhìn rất là giống anh Hải nha. Đấy, ngồi ngay ở cái ghế là hô uống bao nhiêu là đệ tử chân truyền rồi. Đúng rồi. Thôi để trẻ con phá cúp bên này, anh em mình xem bên này tranh thủ ăn cơm trưa. Các bé là có bàn tiệc riêng rồi. Các bé ăn trưa không nha.
của anh em mình bên này. Đây là đi trèo núi. Hôm nay là bổ sung cho anh em là để anh em phục hồi. Đây, bác bà, mấy các em sang bên này đi. Hôm nay là có dê đủ món. Các bà ơi, em ơi. Dê ủ chấu, dê xào lăn, dê các kiểu dê. Hôm nay đúng là bữa ăn bất ngờ anh Hải ha. Anh em mình sọt đường á, mà từ Y Tý về Mù Căng Chải thì cũng đi qua Sapa hoặc là đi qua Lào Cai. Mà đúng vào ngày sinh nhật của Bi nữa, nên là mình quyết định là anh em mình sẽ về Lào Cai chúc mừng sinh nhật Bi, nghỉ ngơi một hôm rồi sau đó mình mới tiến tới ruộng bậc thang Mù Căng Chải các bạn. Lại về đây đón chị Tuyên các bạn. Con mời bà. Con mời các bà đi. Hôm nay em giới thiệu qua những cái món gì ở đây cho Dũ nào. Đây là các món là chuyên về dê. Cái này là dê xào. Dê xào. Còn đây là dê này là dê hầm. Dê hầm. Cái này là lộn dê. Dê. Đấy. Còn cái này là dê hấp. Dê hấp này. Dê hấp là cũng bánh tráng. Còn đây là dê lướng. Hôm nay là có bát này là bát là lòng phèo, đang tiệm nội tạng đây xào này, đấy xào với cả dứa, cái này là canh dê hầm. Ui, đại bổ đấy. Còn cái này là biết là Diễm hôm qua là có hơi kêu đau đầu một chút xíu đấy. Đây là chị Tuyên là hầm, cái này là dê hầm ngày cứu hả chị? Ốc dê hầm ngày cứu. Ốc. Nhưng mà chị biết ai là cần bồi bổ cái món này nhất không? Đấy. Anh Hải. Không ai đi bổ. Không rồi. Chân rồi. Cứ gọi điện về. Thôi mời các bà đi, mời gia đình đi. Thôi, xin phép cả nhà làm tí tiết canh nhìn thèm quá. Xong mời bà nha. Con mời các bà. Mời các bà nha. Nhưng mà bà ăn tiết canh không? Hình như hôm nay là lần đầu tiên mà trên kênh Phạm Dũng á có sự xuất hiện đông đủ các thành viên của gia đình Sapa TV luôn. Bà nội, bà ngoại, rồi các con, các cháu. Mình coi như là xin vía lắm ạ. Em mà sau này nếu mà không được ba con em chỉ mong một trai một gái rồi cũng đẹp rồi. Các bác phải phấn đấu. Các bà ăn đi nhá, các bà cùng tự nhiên dạ. Đi. Mời cả nhà đi. Dê nướng à. Thơm quá, mời cả nhà. Đây là bác đang một cục cháo nước sốt thần thánh. Đây. Này, cục cháo này. Cay lắm ấy. Cái da nó giòn ra. Mời cả nhà nha. Từ Y Tý về thành phố Lào Cai có khoảng 70 cây anh Hải ạ. Nhưng mà không ngờ là đi lâu như vậy, tới khoảng 2 tiếng mấy, 3 tiếng các bạn. Đường xấu quá. Công đường đang làm. Nhưng mà cái cảnh ruộng bậc thang mùa này đẹp nha. Đẹp. Hôm nay là coi như là anh em mình đã đi được cả 2 tuyến đường lên Y Tý đấy. Một đường là đi ngang bản hung gì đấy anh, mừng hung. Hôm nay là mình lại về một đường khác, như đường hôm nay đường về em thấy đẹp hơn ấy. Đẹp hơn nhưng mà cái đường thì nó đẹp, cái cảnh xung quanh đường thì không đẹp. Cái đường không đẹp nhưng mà cảnh xung quanh đường lại đẹp. À, anh Hải là nói hơi ngược. Ủa đúng ta. Sai không phải sai gì. Nhưng mà chị Tiên ở nhà có coi em không? Cái bà đi. Các bạn phải được con dai lắm đâu bạn. Các bạn dùng mạnh nhá. Do là món dê nên là các bà cứ chủ động nhá. Nhớ rằng rất là các cụ cũng rượu dạo rồi. Đấy là món nào mà mê của các cụ. Nhưng mà món dê ngon đấy. Nhưng mà sướng nhất là chị Tuyên với anh Hải là các bạn biết sao? Bà nội là ở cùng, còn bà ngoại là nhà kế bên đúng không chị Tuyên? Cách gần đây thôi. Phải, sau này là phải thế chứ, sau này em xem chuyển Thanh Hóa về Nghệ An là về hết Sài Gòn đi. Nhưng mà dê nướng này rất là ngon luôn. Dê nướng ngon này, đây là dê hấp này. Ngoài cái em chẩm chéo ra thì ở đây họ thì mình còn làm tương nữa này. Mời anh em. Bánh này là cái bánh nào rất là livestream. Năm nay là còn sinh nhật ai nữa anh Hải nhỉ? Hải Nhi Hổ là đã sinh nhật chưa? Hổ cháu tháng 12. 15 tháng 12. Còn Hải Nhi? Hải Nhi tháng 12. Thế là vẫn còn hai sinh nhật của hai bé nữa. Hải Nhi là ngày 13, còn Hổ là ngày 15. Hai anh em sinh cuối năm. Năm ngoái là anh Hải có bỏ lỡ sinh nhật nào của các con không? Hay là dự đầy đủ hết? Bao giờ sinh nhật anh thì về dự đầy đủ hết. Thế là năm dù nay đi bất kỳ đâu. Năm nay nếu như mà
gọi là chiều ý Phạm Dũng là có khả năng là đã lên mù căng trải, là bỏ lỡ sinh nhật, nhưng mà rất là may là anh em mình vẫn không bỏ lỡ đấy. May Dũng là thực ra là cái cung đường từ trên Y Tý mà về đến mù căng trải là nó mất hơn 8 tiếng rồi, nó cũng tương đối. Mình thì không sao nhưng mà chỉ sợ Dũng mệt thôi. Nếu mà di chuyển ngày mai anh em mình sẽ có một ngày, hôm nay là anh Hải ở bên gia đình này, xong sáng mai anh em mình sẽ đi mù căng trải, xong rồi Hoàng Su Phi. Này là những địa điểm mà rất là nổi tiếng về ruộng bậc thang mùa lúa chín luôn. Hôm qua anh em đi phải sẽ để đẹp. Ngày đầu tiên lên thì đẹp nhưng mà qua nay xin thông báo với chị là mù nha. Sương mù luôn á. Dạ. Đây. Làm một miếng dê hấp nha các bạn. Cũng mềm mà. Cũng mềm luôn mà. Bà ngoại, bà ngoại đấy. Dạ, không dài nữa. Bà có thêm kênh của con không bà? Có. Chị ơi, xem cửa cho mẹ thân điều hòa mát đi. Xem các bác ăn thì thèm đó. Các bác ăn thèm. Bạn giữa mày ăn là thèm hết. Ừ. Răng các bác ăn thì ngon, nhưng mà răng các bà lại thấy là ăn cũng vẫn được, thì cũng vẫn mềm chứ, nhưng mà dê xào lăn. Và miếng dê cuốn nha các bạn. Cuốn như vậy. Rau thơm. Em xin miếng nha. Cái món này là dê nộm hay thịt? Dê tái. Dê tái. Dê tái. Tái dê. Dê tái tươi gừng. Cắt nào miếng nào, miếng đấy cũng bự hết. Đây. Em thấy ngoài này mọi người hay thích ăn tiết canh nha. Dê hay là gà vịt này kia mọi người hay ăn tiết canh. Bởi vì là trên vùng cao hay khoái món tiết canh. Con gì mà sạch sạch cảm thấy yên tâm thì ăn tiết canh. Cuốn vào dễ ăn hơn đúng không? Đúng rồi anh. Không có bị dai đâu bà, thịt vẫn mềm lắm bà. Không cũng mềm. Dạ. Không có bị dai nhất. Đội thanh niên, mấy thanh niên trẻ xỉu nhi là khoái món gà rán rồi pizza rồi hamburger. Nước ngọt nữa. Đó, nước ngọt. Ăn này đi. Ngon cực. Nhà chị này đánh. Chị Tuyền là cũng làm một bát tiết canh dê. Ừ, tiết canh dê. Bà lâu vào tiết canh rồi. Thế à? Mà sau này em có con là phải ra đây học chị Tuyền một khóa. Về dạy con. Huấn luyện. Huấn luyện đúng không? Tại vì kiểu như giới trẻ bây giờ và các nhỏ em là thời buổi bây giờ em bị chấp khác ngày xưa ấy. Đây bà nội là người ở cùng chị là biết luôn này. Còn chị ngã không giờ chị chạy ra lâng. Chị nhìn thấy ngã phát chị ra phát cho thêm 2 phao đít nữa. Thế là lần sau mà thấy mẹ phát là chị nhanh nhanh không đóng kêu y ới gì cả. Thế là bí kíp để có con giỏi con ngoan là cứ phải nghiêm khắc. Đúng rồi, còn nếu mà em mà thấy ngã nhiều người cứ ôi mẹ thương, bố thương, bà thương ra dỗ nó càng gào to. Đây một phát là phát thêm bảo đấy là con tự chơi con tự chịu. Đấy là lần sau ngã phát. Đây bà chứng kiến cảnh mà con bé Nhi nó đang ăn vạ nhá. Mai mà không thấy nó nghín. Mẹ, bố mẹ đang đi làm xe về tầm 6 giờ tối. Cả hàng xóm nhìn thấy buồn cười, bà đang dỗ không nghín. Mẹ nhìn thấy mẹ phát là mặt đứng bơ, đứng dậy phát không thấy kêu nhé bà. Cả xóm buồn cười. Đấy, nhìn thấy mẹ là như nhìn thấy hổ. Thì biết là khóc kiểu gì lại bị đánh thêm. Nhưng mà thôi đừng khóc. Nhưng mà em thấy là bây giờ ít gia đình mà gọi là nghiêm khắc được như chị Tuyền đó. Em thấy là phần lớn là sẽ chiều theo ý đó. Mọi nhà trẻ con nhà anh là nó không sợ anh mấy, sợ mẹ sợ hơn. À mình đi suốt này, đi ở nhà mình cũng không muốn gây thù trước quán nào nó. Đồ gì cũng được, ra chợ các bạn nhà chị rất thích mua nhiều đồ chơi. Nhưng mà đó đấy thì chị bảo là chị không có tiền nên là đi về. Nhưng mà lần sau ví dụ đợi lâu lâu ở qua 5-7 ngày đi mình đi chợ mình sẽ mua cho cái đấy. Nên là biết là lần sau mà có đi chợ có thích bằng thật chăng nữa thì cũng không bao giờ dám đọc. Chị bảo là thế con thích cái gì ở đây thì bảo con thích cái này thích kia bảo thế đợi bố mẹ đi kiếm tiền đã rồi về bắt đầu mới mua sau. Không bao giờ mua trước đấy ít á. Thực ra là theo em nghĩ là ngoài cái nghiêm khắc của bố mẹ, cái dạy dỗ của bố mẹ nha, thì còn phải cái
tố chất cá nhân của từng bé nữa, chứ không phải là mình cứ nghiêm khắc hay là dạy dỗ khắt khe là các bé sẽ ngoan sẽ giỏi đâu. Nhưng mà ở đây là mình cũng phải là cái tinh thần của Bi Hồ Hải Nhi ấy, lúc nào cũng là học giỏi này, chăm ngoan này, nghe lời bố mẹ này, và tự mình chứ không phải là dựa dẫm vào người khác. Nhưng mà gì là chị Tuyên á, là trước đây là cũng hay đi, nhưng mà phải nói là ngoài công sức rồi dạy dỗ nghiêm khắc của chị Tuyên là phải bà nội là bà nội đồng hành với lại ba bé nhà chị Tuyên nhiều nhất. Chị Tuyên nhờ nhưng mà mình nghĩ là bà nội sẽ không có đòn roi với các bé đâu. Có bao giờ đánh không bà? Không, bà không bao giờ đánh. Đó. Không bao giờ đánh. Có vụ gì là lại mách mẹ đâu, là mẹ phải gọi về. Mẹ chỉ cần nói gọi điện. Đây là đau phủ không nào. Đau phủ. Bảo thôi mà, không làm. Có nhưng một lần mà được. Các bé này là ấn tượng nhất. Đấy, là làm một cái việc sai. Chị bảo hai anh em nào vào trong phòng của chị. Chị khóa cửa vào, cho bà với cả bố đứng ở ngoài. Kiểu gì biết là sẽ bênh. Đấy, bảo lên giường, tụt con ra. Đấy. Quất cho hai con lươn làm nó đít, là từ đấy đến giờ nhớ mãi đến bây giờ luôn. Đó là bà và bố là cũng không được can thiệp vào luôn. Không, chị biết là bà và bố hay nếu mà có ý lại kiểu hay thương thì thôi, đánh nhẹ thôi các thứ, không. Đóng một phát mình lôi vào trong phòng, đóng luôn. Không có cơ hội. Không ăn được nữa. Thế thì sau này bạn Diễm là cũng phải học hỏi nha. Ừ. Em thấy thường là trong gia đình là mẹ thường phải đóng vai ác các bạn. Cha mình cũng chưa bao giờ đánh Diễm một cái nào, chưa, từ xưa giờ luôn. Chỉ có mẹ em đánh thôi. Cha em mà chưa bao giờ đánh cả anh em không một đòn roi nào luôn. Nhưng mà cả nhà ai cũng sợ. Ừ. Thế là nhà bà Diễm là khác nhà Phạm Dũng đấy. Nhà Phạm Dũng là cả bố cả mẹ đều đánh luôn. Nào bây giờ trẻ con, cái độ nhận thức của nó lớn liên quan đến nhiều cái mạng xã hội các kiểu. Nào đòi roi vọt nó không còn là phù hợp nữa. Chính xác đấy. Mà em nghĩ là cái phương pháp mà dạy dỗ hồi xưa không hợp với bây giờ nữa. Các bé bây giờ không thể là chỉ dùng đòn roi hoặc là la mắng không đâu. Phải ngồi phân tích cho các bạn đấy, là lớn như tầm tuổi giờ ương ương này, lớp 8, lớp 9 này, như Long với Bi ấy. Là đôi khi là các bạn cũng có những cái ý mà trái ấy nhá, mà ý là không hợp với bố mẹ hay không hợp với bà, là bạn cũng sẽ ngồi là bạn ấy bảo luôn. Là nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ luôn. Thẳng thắn để xong rồi mình cũng sẽ phân tích ra, ví dụ những cái nhiều cái các bạn ấy cũng thắc mắc ấy. Ví dụ như là đi học mà tầm cô nào, giờ nào, phân công như nào, mình phải cũng lại phải hỏi theo ý con, là chiều ý con, xem là học như thế có phù hợp không, hay là như thế đang áp lực quá cho con, hay là như nào đấy phải nói bố mẹ mới biết. Nếu con bảo con vẫn theo được hay con vẫn học được thì ok. Còn nếu đừng có mà dồn ép các bé quá, lúc như kiểu nhiều bạn ấy là hay bị tự kỷ là thứ nhất này. Thứ hai nữa kiểu là để lâu cái bức xúc ở trong lòng các bé lại nảy sinh ra ý định như kiểu là nghĩ nọ nghĩ kia, bỏ nhà ra đi. Đấy, nên là nhiều cái vấn đề đó. Phạm Dũng bỏ nhà đi à? Có thế em hỏi là mọi người á. Chị hay dạy các bé nhưng mà theo kiểu là đi đánh vào tâm lý của các bé á. Cũng hỏi ý kiến, cũng phải tham khảo, nghe ngóng cả hai bên. Chứ mình không thể nào mà vì là lý do là bố là mẹ mà bắt phải làm như thế là không ấy đâu. Nói chung là áp đặt là không nên. Không áp đặt không? Dạy con là cả một ngày thuần cơ bạn. Mình chưa thấy có con nhưng mà thấy nghe nói và thấy phức tạp quá. Cũng có nhiều bài học kinh nghiệm mà nhìn các gia đình khác rồi đấy, nhưng mà không biết là đến lúc mình trải qua thì sẽ như thế nào. Không, mình thì dạy như thế nhưng lại cũng là như Dũng lúc đầu bảo là lại do bản tính của cái bé đấy nữa cơ. Đúng rồi. Nhiều bé kiểu là càng tuổi này bố mẹ bảo kiểu như lại phải làm ngược cái ý của bố mẹ cơ. Làm bố mẹ phát điên phát dồ lên nhưng mà cũng không biết làm nào cả. Đấy. Nhưng hôm qua Hải Nhi là đi thi người mẫu sao rồi chị? Tham gia cùng các anh chị, tham gia là cả đội lớn, cả đội bé để lấy kinh nghiệm, để bạo dạn để cho cái đi cái cuộc dẫn chương trình ở dưới Hà Nội. Bà ấy là thi và thi là thi cái đội bé, nhưng mà thầy cô giáo thấy kiểu gì cô lại nhấc bố lên đội lớn. Xong đến lúc kiểu diễn ấy lại bảo là Nhi lên thi cùng anh chị lớn, xong đến lúc cuối kia vẫn thi cùng cả bé cả lớn, nên bảo bố khéo. Sao mình có được tập cùng lớn đâu mà lại bắt mình lên diễn nhỉ? Tức là độ tuổi nào thì thi với độ tuổi đó, nhưng mà Hải Nhi là thi với cái độ tuổi lớn hơn luôn. Cả lớn luôn. Cái chương trình này là cái chương trình mà dành ra là sâu cho các bé để tạo nên cái sự tự tin ở trong tỉnh mình, gọi là giao lưu, giao kết ấy, để tạo nên một sân chơi cho các bé. Bởi vì như ở trên tỉnh mình thì đang không có nhiều các cái mà chương trình sự kiện như ở dưới thủ đô hay là trong Hồ Chí Minh. Thì bây giờ tỉnh cũng đang muốn đẩy cái xu hướng ấy lên để kích thích cho các bé, để tạo sự tự tin mà khi đi giao tiếp với các tỉnh bạn. Đấy, thì là trong đó là Nhi là cũng đi. Thực ra hôm nay đây là bữa tiệc sinh nhật mà của một
Chị đấu tuổi bé đó, lần đầu tiên trên kênh Phạm Dũng luôn. Thật ra là anh em mình kết hợp là đi về đây á, là để anh Hải là mừng sinh nhật với bé này. Đây là buổi trưa nay là cũng cảm ơn gia đình đó, hai có hai bà ở đây để mình ngồi ăn cơm rồi mình lắng nghe kinh nghiệm. Chị cũng bất ngờ mà chị nghĩ là anh em là đi thẳng về kia cơ. Anh Hải bảo chắc có khi anh cũng không về đâu, không về đâu. Sao mãi sau anh bảo là chuẩn bị nhá, thì đón tiếp bọn anh là vẫn sẽ qua nhà mới đi đấy. Bất ngờ. Tức là thực ra là mình nghĩ là anh Hải là muốn chiều ý Phạm Dũng là muốn đi quay tiếp ở ruộng bậc thang Mù Căng Chải, nhưng mà thực ra là trong lòng cũng muốn về sinh nhật, nên là Phạm Dũng là nhận ra được cái ý định đó, nên là quyết định là dù sao mình đi sang Mù Căng Chải thì cũng phải đi qua Lào Cai, nên là mình quyết định là về Lào Cai luôn. Chứ không nói là để anh Hải mà không dự sinh nhật được Bi năm nay chắc là sẽ trong lòng là khó chịu lắm. Mà dù sao thì các bác ở trong kênh chú Phạm Dũng với cô Diễm thì cũng biết đến hình ảnh của cháu Bi rồi. Bi xuyên Việt cùng nhau rồi, rất là thích cái nét ăn của Bi luôn á. Bi có thể là người ăn mà giống anh Hải nhất đấy. Đấy là được, cũng là tạo một cái dấu ấn như thế. Biết đâu sau này cô chú mà đẻ con gái thì cháu lại trời sao. Nhưng mà cách nhau tới 13 năm mà bây giờ còn chưa đẻ thì chắc là phải 15 năm. Bây giờ người ta hơn nhau 14 tuổi là bình thường, lúc đó là Bi đã thành đạt rồi, con mình đỡ lo. Thế là nếu mà con mình 18 là Bi lúc đó là 33. 33 với 18. Chê anh già thôi. Là anh thành đạt rồi. Nhưng mà thấy giúp như này tướng chỉ con trai thôi. Con trai. Không, cũng chưa chắc được đâu anh. Đâu em nghĩ là một đời gái đấy. Có con gái được là tụi em lại càng thích. Nhưng bây giờ anh em cá đi. Cá gì cũng được. Anh bảo em Dũng chỉ là con trai là hai con gái. Anh bảo hai con trai. Bây giờ em nói thật là chỉ sợ không có con nữa, cho con gái con trai thì đều tốt hết. Nhưng mà theo em thì em nghĩ là, nhưng mà em đi coi không phải đi coi nữa, nhưng mà có mấy người về nhìn về nhân thứ học này kia thì đều nói là em có con trai, hai con trai hết. Nếu đâu lại đầu lòng mà là con gái thì em bất tình với chị. Thì chị mà có đi tiệc mừng thì em không nhận. Nhưng mà bây giờ phải hỏi hai bà đi. Đầu tiên là bà ngoại đi, bà nghĩ là nếu mà Phan Diễm sinh con là con gái hay con trai đầu lòng? Thế mà nhìn con thử xem. Nếu mà theo như các cụ nhá, ruộng sâu châu lắng mà con gái đầu lòng thì con gái cũng là quý nhất. Thế là bà nhìn thế nào? Nhưng mà bà nhìn con thì bà thấy con có con gái hay con trai? Cái nhìn thì khó lắm. Khó lắm con ạ. Nhưng mà bà thử đoán xem là bà ngoại đoán là có đúng hay không? đoán thì theo như bà nhớ thì theo câu ca các cụ con gái là quý nhất ấy. Thế là bà đoán là con gái. Đấy. Chị Hải kiếm một câu, hôm nay là Phan Diễm mà vô tình lại ngồi gần bà, mà lại ngồi ở đúng căn nhà của chị, mà bà ngoại chị đẻ một giây là toàn một bầy bươm bướm thôi. Ồ, hiểu rồi. Đây, bà đẻ 5 con gái không đông đây. 50 con gái liên tục. Ủa? Liên mà tục mà. Thế là mấy con trai? Đúng. Mỗi một cậu trai thôi. Tài đấy là quản lý. Tài ít là con trai thôi. Còn bên này là một bề toàn trai. Một cô út này, bên đấy một thế là mình tạm gọi là Phan Diễm hôm nay là chọn phe rồi, ngồi bên phe con gái rồi. Bà nội bên này là để 3 con trai. Dũng Diễm là chỉ con trai. Ủa? Không có con gái đâu. Sao vậy bà? Đấy rồi mà xem. Bà làm con nổi hết ra gà. Thật đấy là Dũng Diễm chỉ con trai. À, ý là bà vẫn đang bảo vệ ý kiến con trai của bà. Bà không bảo vệ. Nhưng mà theo bà quan sát như thế nào? Theo bà không phải theo thì bà sẽ nhận định là Dũng với Diễm chỉ có con trai. Chắc bà nhìn. Nhưng mà tại sao lại nhìn con trai bà? Nhìn vào đâu mà đoán được? Bà không nhìn vào đâu. Cái mông không phúc hậu như bà là ok rồi. Khóa lắm các bạn ơi. Không phải hai bà xui là đấy hai cái kính khác nhau rồi. Các cụ thì lại cứ bảo ruộng sâu chỗ nãy không bằng con gái đầu lòng. Đấy thì là con gái vẫn là. Thế là bây giờ bà nội bà ngoại là trái ý kiến nhau đấy. Thế còn không biết các con cũng khó lắm, cũng khó đoán. Nhưng mà ở đây có thể là bà nội là người quan sát anh em mình nhiều nhất đấy, là bà nội nói có thể là đúng đấy. Con trai mà. Đấy thì cũng đấy là nguyện vọng của cụ là như thế. Thế còn cũng khó đoán lắm. Con sẽ đẻ ra khi nào có con gái nào thì là cũng là quý hết. Đấy như em Dũng em dễ bảo là cứ đẻ được con là ok rồi. Đấy. Nhưng mà kiểu có con gái thì nhiều khi kiểu là tóc tai rồi váy này kia kiểu cũng thích đấy bạn. Chứ còn con nào cũng là quý mà. Trang điểm dễ mà. Cái mua đồ sắm dễ. Bây giờ là bà nội cũng đoán con trai, anh Hải cũng đoán con trai rồi, mình bắt đầu tin là khả năng là con trai rồi đấy. Thôi cứ chờ xem đi.
con nếu con gái thì thông cảm đi anh Hải. Dạ. Lúc đó anh Hải chê bà bảo nhà con lại không môn đăng hộ đối. Cái đều được mà đều không ra được hết. Thế thì Hải Nhi hôm nay bao nhiêu chị nhỉ? Nhưng mà con Nhi là con gái con nó nhiều tuổi quá. Đúng rồi. Bà. Bà ngoại là không đồng ý. Nó nhiều tuổi quá nó không xính đôi. Đúng rồi. Câu là khan hay là hơn một. Nhưng mà này hơn một con giáp. Thế mà đây Nhi năm nay đã 30 tuổi rồi, bác Nghĩa còn chưa sinh cơ mà. Dạ. Ui, nhưng mà đây là món gì đấy chị Tuyên? Hồi nãy chị nói mà. Nội tạng của dê. À, xào dưa. Xào với trái thơm ấy. Đúng rồi. Cái này là ngon lắm ấy. Món này ăn thôi rồi luôn, cái này mà chăn cơm. Bây giờ con gái bây giờ mà có giá đấy. Gái hơn một trai. Đấy, chú bắt cơm con. Bài dùng cái... Ok. Con gái mà mình thấy là cứ như... À, chị Tuyên này hay là bạn Diễm như này là phải nói là gia đình là được nhờ các bạn, nhưng mà không phải là con gái nào là ba mẹ cũng được nhờ đâu. Ba mẹ đẻ đau hết cả ấy ra đấy. phải cố gắng. Tuyên ngày xưa này đẻ bọc mà. Đẻ bọc là sao bạn? Đẻ bọc ấy không phải là da vòng hoa quấn cổ. Có bọc ấy chẳng hoa quấn cổ xong là bắt đầu ra là bác sĩ bắt đầu bấm bọc ra đây. Trong một cái bọc đấy em. À, trong cái bọc luôn chứ không phải là sinh bọc đều đúng không? Sinh ra trong bọc. Sinh ra trong bọc xong rồi là vòng hoa quấn cổ mà phải quấn mà. Người ta bảo vậy là số giàu đúng không ạ? Không biết. Không ta bây giờ giàu quá trời. Không biết, nhưng mà bác sĩ ra là bác sĩ bắt đầu bùng nhùng bắt đầu bác sĩ phải bấm vào bọc ra đây. Như vậy là cũng gọi là nguy hiểm đó bà nhỉ? Không, sinh bọc đều mà. Là sướng lắm ấy. Không phải đâu, nó vẫn đấy. Nó vẫn là đại khái là các bà sinh con nó vẫn để ý là nó cũng thuận thai thôi. Nó cũng ra đầu trước rồi sau nó cũng ra. Rất là nhiều ca mới có được một trường hợp sinh trong bọc đều. Người ta gọi là sinh trong, ở miền Nam em gọi là sinh trong bọc đều. Là những người mà gọi là sinh trong cái bọc đó là hầu như là số sướng và rất giàu. Thật mà. Anh có thể hiểu được cái câu của em nói. Sinh ra trong bọc. Nhưng mà chị Tuyên là hồi xưa mà Bi ấy nhỉ, sinh ra là có cái gì đó đặc biệt không nhỉ? Có hiện tượng gì lạ hay là có một cái quan sát gì đó đặc biệt hơn các bé khác không? Có chứ, bạn này là lúc đầu là định là sinh mổ, không nghĩ là để thường bởi vì cân nặng to quá gần 4kg. Thế là chị vẫn cố là để thường, lúc bác lôi mãi ra một bác sĩ đấy không lôi được mà phải nhờ đến gần chục hộ sinh nữa là các bạn ấy đang thực tập. Là vào cùng kéo bạn này ra là bạn đã ngạt mà trong khi đó là cái xương chậu của mình to. Mà ép vào bạn này bạn to quá, đầu bạn mãi ra rồi nó dồn vào nhá. Máu nhất là nó tích vào đến lúc mà từ lúc đón về đến lúc mà ra vẫn còn một giọt máu ở bên trong mắt. Mình lo quá, không biết là mắt bé này bị hỏng hay là bị sao thì bác sĩ bảo không phải đâu, trước lúc mà mình sinh ấy nó ép vào quá. Cái xương của mình ép vào quá nên là bị dồn cái đấy vào. Xong rồi một lần nữa là đến lúc tầm 4-3 tháng bạn đấy là bị tắc tuyến lệ. Tắc từ bé luôn nhưng mà cứ thông mãi trên này chả được. Thế lại về Hà Nội thông cho thì mới được. Lúc đấy là cứ tưởng là mắt con bị làm sao, lo lắm. Lo nhất là bạn Bi. Nhưng mà lúc mà được khỏi cái mắt cái thì về bạn cứ ăn nó lớn như thổi thôi. Bụ nhất trong ba anh em. To từ trong bụng. Sinh ra là cũng hơi đặc biệt rồi đấy. Qua thì nói nhỏ với hôm vừa rồi mới gặp mà nói chuyện Bi chỉ nói thủ thị nhỏ thôi. Con cố ăn cho mập để cho nhiều sau này các bạn gái đỡ thích con. Chiến thuật là tốt nhất là tập trung vào việc học chứ để mọi người thích mình là sao nhãng việc học là. Nguyện vọng của bạn bây giờ là hôm nọ bạn mình cắn như này là cầu trời các bạn gái đừng ai yêu mình để mình phát triển sự nghiệp đã. Nhưng mà em nói chung là nhà chị Tuyên hay là mỗi con mình thấy xung quanh ấy, mỗi nhà sẽ các bé đều có cái tính cách khác nhau hết. Nhưng mà riêng với Bi là một người mà đi xuyên Việt xong mới về mình thấy là Bi rất là tình cảm nha, và đặc biệt là cởi mở. Mình rất là dễ để có thể là nói chuyện nhiều hơn hay là tâm sự hay này kia thì bạn này bạn sẽ cởi mở hơn so với những bạn còn lại. Với anh em thì Bi tình cảm nhất, hay quan tâm mọi người nhất, kiểu hay đi hỏi thăm, đặc biệt là thích chơi trò chơi cảm giác mạnh với lại chú Dũng. Thích chạy xe mà ào ào ấy. Trộm vía thì nhà mình ba đứa nhưng mà đứa nào thành là cũng rất là yên tâm. Mới đầu là chỉ lo nhất cái cô út kia thôi, nhưng mà thầy cô thì cũng ổn, thế là trẻ con nó phải tự giác, tính của nó phải tự giác học, chịu khó mày mò thì mới được chứ không nó lười học hình ngay. Coi như đấy là cũng là mơ ước mơ của cháu, cũng là một cái động lực để cho các bạn ấy tự cố gắng tự phấn đấu thôi, chứ mình cũng không đặt ra mục tiêu nào quá lớn cho các cháu. Mẹ cũng kỳ bảo động viên các con là sao mà vẫn học tốt thì bố mẹ vẫn nuôi ăn học, còn nếu trường hợp mà
đến mức mà không học được nữa thì lại về kinh doanh của bố mẹ. Và một cái nghĩa rất đơn giản, đừng các bố mẹ đừng có ép ai các con quá, phải các con phải thật sự thích thì mới đạt được cái tầm ước mơ của các cháu như thế. Chung là con nhiễm sau này là cứ học lên lớp là được, không có gớt ở lại là được. Mục tiêu của em như thế là rất rõ ràng rồi đấy. Không không nên ép các bạn, tại vì mình cũng rút kinh nghiệm mà hồi xưa mình bị ép học á, nhưng mà cũng chưa chắc là nó vào đâu. Đúng rồi. Không, nhưng mà đôi khi học giỏi được sau này cũng tốt, nhưng mà có những người học bình thường thôi nhưng mà sau này ra đi làm lại rất là nhạy bén, cũng tùy thôi. Như Phạm Dũng là hồi xưa là bị ép học toán lý hóa, thì mọi người cứ nói là toán lý hóa là học sẽ có tương lai nghề nghiệp hơn, nhưng mà Phạm Dũng là chỉ thích văn thơ thôi. Nên là chỉ thích khối C thôi. Thế là vẫn quyết tâm là theo khối C mà không theo ý của mọi người trong nhà, nên là cũng không, mọi người cũng không hài lòng cho lắm. Nhưng mà em học môn toán có thông minh không? Toán là dở nhất. Là toán Phạm Dũng là chỉ có 5-6 điểm thôi. Đấy. Nhưng mà nói gì thì nói chứ Dũng là một minh chứng rất là rõ ràng cho cái việc gọi là thích thì họ cái con gì học một đằng làm một nẻo đấy, đúng không? Không, cũng liên quan chứ. Đó. Phạm Dũng là học khối C này, rồi thi báo chí. Làm YouTuber thì... Học báo chí mà. À, báo chí đúng không? Cũng liên quan tới quay phim chụp hình rồi chữ nghĩa, tức là về khối C. Bạn nào thấy nói chuyện hay thế? Là ngày xưa gia đình nói là như học những gì mà liên quan tới khối A thì sau này làm mới có tiền, mới thành công được. Nhưng mà Phạm Dũng là thích khối C và vẫn đi theo cái đam mê khối C. Hai bạn là chị đều là đam mê thích một đằng. Như cái bạn Bi mà sinh nhật hôm nay nha, nếu mà những cái bài tập mà thi ở lớp hay ở trường ở lớp như bạn bây giờ ấy, bạn mà được điểm 9 là bạn đã buồn rồi. 9 điểm là buồn đấy nhỉ? Đúng, ít nhất bạn ấy hay kiểu được điểm tối đa là quay nên là nếu mà phải tầm từ 9 rưỡi đến 10, còn hôm nào mà được 9 là bạn không hiểu lý do hôm nay làm sao mà làm 9. Chỉ có 9 thôi. Đấy, toán của bạn đã được 9,7. Như vừa rồi đấy, cái ngành ở trong đại học ở Bách Khoa mà hai con 10, một con 9 mà vẫn trượt đấy. Đấy, chị bảo năm nay giờ lấy điểm rất cao, rất khó, không biết đâu. Tại vì ở ngoài cũng còn rất là nhiều bạn cũng giỏi mà, ngoài tỉnh mình cũng giỏi mà còn các tỉnh khác nữa. Nhất ở các bạn ở tuyến dưới ấy, nhiều bạn học giỏi lắm, siêu lắm. Đây, chị đang thế này, hát hay này, đàn giỏi này. Muốn xong là thi vào trường nghệ thuật xịt. Thi trường luật ạ. Em cũng thi hồi C, gia đình cũng cũng được, hai chị em mình đều là thi lục rớt hết. Năm nay đề dễ nên là người ta sẽ lấy điểm khá cao nhỉ. Lấy bao nhiêu em nhỉ? Lấy 28, 29 điểm. Con được bao nhiêu? Con được 26. Ôi, 26 điểm 26 mà vẫn trượt đấy. 26 là bằng em của năm 2012 đấy. Trượt à? Là trượt lỗ. Trượt à? Thế là bây giờ trượt là có tiếp tục đâu hay là ở nhà lại phụ chị Tuyên thôi? Có, em sẽ có định hướng là vừa đi học đi làm. Em sẽ đi học tiếng. Học tiếng? Học tiếng Trung học vâng ạ. À. Ở đây là gần cửa khẩu. Đúng rồi. Sau này là Sài Gòn đi em. Sau này làm livestream 90 chú. Bây giờ là trên kênh Sapa TV mà like là bạn Ngọc Ánh này là vẫn cũng hay like để chốt đơn cho. Hình như tối nào cũng like. Tối nào các bạn lại lên Sapa TV là thấy. Kiểu cái gì nhỉ? Văn hóa nghệ thuật hay cái gì đấy nhỉ? Hát ạ. Cậu hát đâm ra là giọng nó khỏe lắm. Hát hay mà. Hát ra tặng anh chị một bài đi. Được ạ. Nó, bài gì mà không có bản quyền ha? Bài về Tây Bắc đâu ạ? Được. Sau đây thì em xin gửi tới bà cũng như là anh chị cũng như là cô chú cũng như là khán giả của anh chị một bài hát mang tên Mời Anh Về Tây Bắc ạ. Xin mời cả nhà cùng lắng nghe ạ. Ồ, tuyệt vời. Hòa vào làn sương mờ, vương theo làn mây trắng. Hoa ban hoa mai rừng nở bừng muôn sắc xuân. Người vùng cao em đây mà gửi yêu thương vào câu ca. Đến anh người khách lạ từ miền xuôi tới chơi nha. Em cảm ơn ạ. Ôi như vậy là cũng đủ biết là cái giọng ngọt ngào rồi. Hy vọng là tương lai là Ngọc Ánh cũng theo đuổi cái đam mê của mình để mà tiếp tục cái con đường nghệ thuật. Quá là hay không? Ánh hát không những hát hay này còn đàn tốt. Chơi guitar rồi chơi sáo các kiểu. À thế sau đám cưới, tới tháng 11 đám cưới anh chị đấy thì em vào để hỗ trợ anh chị phần âm nhạc nha. Dạ, em sẽ tặng chị một bài sáo và bài hát luôn. Ồ, quá hay. Nếu như chị muốn em làm MC em cũng sẽ là MC. Làm MC được luôn. Ồ, quá tuyệt vời luôn. Ừ. Đam nghề ạ.
Thế là em thấy là tới tháng 11 này là đoàn dự đám cưới của gia đình Sapa TV là đông rồi đấy. Đoàn xe 16 chỗ rồi đấy. Sẽ rất là hùng hậu. Hôm đấy thì Hải sẽ em cố gắng làm sao mà đi một cái hành trình. Một hành trình đi từ đây vào đấy. Nhớ phải hứa nha, cưỡi ngựa, phi ngựa vào đấy nha. Nhớ đấy. Không, cái đấy là nói vui thôi. Trước mình bảo là cưỡi ngựa vào đấy nhưng mà xong rồi sợ con ngựa nó mệt quá nó cưỡi. Ngày đấy là cái ước mơ đấy là lúc cân nặng bằng Dũng. Bây giờ cân nặng mình nó to này rồi. Sợ con ngựa nó gãy lưng. Nếu mà hành trình là bây giờ là hết coi như là bây giờ là hết tháng 8 này. Tháng 9 là anh chị đi Thụy Điển. Đi Thụy Điển về bắt đầu hành trình đi đám cưới rồi vừa luôn rồi đó. Đấy. Là ủa? Thế là anh chị có lịch đi Thụy Điển rồi? À, chưa, đang xin visa thôi. Sao bạn Diễm là biết tháng 9 đi rồi? À, bởi chị Tiên nói là nếu mà đậu là đậu tháng 9 đi. Nhưng mà đậu đâu, đi. Đâu, người ta còn đang xét hồ sơ. Hôm nay là cũng có khán giả nói là thấy thương Phan Diễm quá. Tầm tuổi này mà chưa được đi nước nào cả nên là dơ cái gói củ dừa sang biên giới Trung Quốc là mặt là hớn hở rồi. Nhưng mà phải nói là Dũng là một người rất là yêu quý quê hương này. Quê hương đất nước. Là Dũng là muốn kiểu trọn vẹn đi khắp đất nước, sau đó thì bắt đầu mê nghĩ đến chuyện ra nước ngoài. Đúng rồi. Thì bản thân Hải, tại sao mình thích đi nước ngoài? Bởi vì là mình đã có 5 năm để quay nội dung liên quan đến Việt Nam, đất nước con người, ẩm thực rồi. Nên là mình cũng muốn là đi ra ngoài thế giới để xem là ngoài kia thế giới người ta có cái món gì nó khác Việt Nam, nó có 1m lòng hay không? Có vitamin go go hay không? Kiểu thế. Thực ra là xem những clip của anh Hải trong những chuyến đi vừa rồi là mình cũng bắt đầu thích và muốn đi đấy. Nhưng mà cái nguyện vọng của mình là vẫn muốn là khi nào mà quay hết trong nước đi rồi mình mới đi. Để xong những cái việc cơ bản đi thì chắc là cũng phải một vài năm nữa. Thật ra chia sẻ với các bạn là nói vui thế thôi các bạn. Nhưng mà để đi ra nước ngoài thì Diễm nghĩ là rất là tốt thôi. Nhưng mà có một cái là tụi mình cũng còn khá là trẻ. Mình là chỉ là thế hệ đi sau anh Hải và chị Tuyên thôi. Nên là anh chị thì đã có những cái thời gian quay cống hiến về cái vẻ đẹp rồi. Thì bây giờ tới lúc anh chị đi hưởng thụ. Còn mình thì sẽ cố gắng là cứ quay được gì thì quay. Sau này khi mà gia đình mình bắt đầu gia đình nhỏ ổn thỏa hết ý, thì thời gian sắp xếp được thì mình lại đi. Không có gì là muộn cả. Có nghĩa là cái lúc bọn anh đi quay ấy, là mình quay cho các cô các chú ở bên nước ngoài xem. Còn bây giờ mình quay cho các cô các chú ở Việt Nam xem nước ngoài như thế nào, đúng không? Dạ. Đấy. Như vậy là đều. Một đều. Một đều. Mà rất nhiều người cứ bảo anh là tại sao mà anh Hải anh quay về Việt Nam mà anh cứ để những cái tiêu đề tiếng Anh hay là nội sang nước ngoài. Thế bây giờ mình cũng muốn là nhiều người nước ngoài xem được những hình ảnh, những cái chợ phiên, những cái vẻ đẹp của quê hương đất nước và họ đến du lịch ở Việt Nam. Đấy là cái lý do tại sao mà mình muốn tiếp cận cái lượt xem. Thay vì làm video cho 100 triệu người xem thì mình đang làm video cho 8 tỷ người xem. Đấy. Mà cho em nhắn gửi thôi là tại vì thời gian này là thiệt cưới hỏi rồi nhà cửa thì em đang xây nên là chưa có đi thì đi cùng. Anh chị đi chỉ mang có củ vô là được. Đây qua đó chụp hình cùng với Cẩm Tiên là được. Tiện gửi ít gạo dừa cho Cẩm Tiên nhé. Chắc dạ. À đây em gửi qua sang luôn. Nhưng mà nghe ra được đi đâu mà chị em hẹn. À thì đúng rồi. Nói như đúng rồi, rồi hết cả mình. Cho anh ra cái chú quản nào. Ôi, mận gì mà khổng lồ rồi kia. Mận này mận bản đấy. Mận mà to như là trái. Mận này là mận trái hồng hả? Mộc Châu gửi về. Nhưng mà cái này chua lắm. Ăn này chua. Không, hơi ngọt đấy. Bộ này lại chọn mận ngọt rồi. Nhưng mà còn Hơi một trái hồng. Nãy phải lấy cái này, không gọt cái vỏ nên nó chua. Tự nhiên anh Hải làm em tứa hết nước miếng rồi. Chua. Đây mời bạn ra đòn đi em. Em xin mời các bạn nha. Mình ăn món tráng miệng trước rồi chút nữa quay xong rồi ăn món chính. Còn đấy chút chua chấm chấm chéo hoặc là lắc cùng chấm chéo ngon cực. To nhỏ như là trái. Không chua lắm. Thôi cho tốt một tí thôi. Giòn. Ngon không? Chua đúng không? Chua. Chứ bảo là anh em từ sáng chưa ăn cái gì chua. Vậy là hôm nay anh em mình cũng được ăn sinh nhật của bạn Bi đấy. Chắc là lần đầu tiên được ăn sinh nhật các con của anh Hải chị Tuyên. Hy vọng là chắc là từ giờ tới cuối năm là còn hai cái sinh nhật nữa. Mình có duyên là mình sẽ ăn đầy đủ của ba bé luôn. Để lấy cái may mắn để sang năm là bạn Diễm tiếp bước của chị Tuyên, anh Hải. Mục tiêu rõ ràng rồi đấy nhỉ. Nhưng mà hôm nay là phải cảm ơn bà nội và bà ngoại là của các bé. Mình được ngồi đây ăn cùng với cái hai bà này. Được hai bà dự đoán này và chia sẻ kinh nghiệm nữa. Thì cũng không có nhiều dịp đâu. Còn anh em mình ăn uống này kia xong thì hôm nay sẽ chuẩn bị đồ đạc giặt giũ này kia.
xong rồi sáng mai sẽ bắt đầu cái hành trình đi mua bánh chả. Các bác tay cho ngon nhỉ. Mai chị Thuyên là có đi không? Để chị suy nghĩ để xem hôm nay như nào đã. Các con nó cũng đang vào cái giai đoạn chuẩn bị vào năm học mới nên là cũng hơi khó, nên là anh em mình trước mắt là sẽ có sự đồng hành của anh Hải. Và cái chuyến đi lần này là anh em mình cũng cố gắng đi lâu lâu một chút, tại vì cuối năm nay về là cũng nhà cửa rồi đám cưới nữa, nên là sẽ khó có cái chuyến đi khác trong năm. Nên hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục theo dõi cái hành trình của anh em mình. Còn clip ngày hôm nay thì anh em mình cũng kết thúc ở đây, để anh Hải ăn uống trò chuyện với Bi Hồ Hải Nhi một chút. Và sẽ hẹn gặp lại tất cả bạn trong hành trình ngày mai của anh em mình lên Mù Căng Chải nha. Chào bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Còn sau đây là 30 giây quảng cáo dành cho hải sản Phan Diễm. Nếu mà các bạn yêu thương Phan Diễm thì hãy ủng hộ những mặt hàng của Phan Diễm để mình có thêm một tí kinh phí để đi quay những địa điểm ẩm thực, du lịch, chia sẻ với khán giả của kênh Phạm Dũng nha. Hiện tại thì Diễm đang có các mặt hàng như là cổ hủ dừa sấy khô này, yến xào, bạch tuộc, bào ngư, còi sò điệp, hải sâm, vẹm, nói chung là rất là nhiều những cái mặt hàng mà cao cấp và bồi bổ cho sức khỏe. Nên là các bạn nhớ ủng hộ Phan Diễm. Khi mà đặt hàng thì các bạn gọi điện thoại cho Diễm qua số điện thoại là 0981128578. Và cửa hàng duy nhất của Phan Diễm tại thành phố Hồ Chí Minh là 89A Trần Văn Ơn, phường Tân Xuân Nhì, quận Tân Phú. Mình cùng với là Phạm Dũng rất là cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ mình cùng với anh Dũng nha.